Chị làm ơi. Viết nhạc và tự nhiên cái cảm hứng tức giận đấy làm cho mình viết ra được bài này. Bài này có tên là Bán Ngôn Từ. Ok, vào đây. Mọi người có thể xin lên
một chút không ạ? Ở dưới có vẻ đang rất chậm và chúng ta lại dừng lại một chút. Làm gì đấy? Ok, cảm ơn. Bắt đầu đi. Bài hát này thì là mình
lô. Thì bài hát cuối này mình sẽ dùng để dành tặng cho người một người bạn đã mất của mình và mình từng biết. Thì bài hát này một người bạn của mình năm lớp 12 đã từ kết liễu đời mình. Và mình viết bài này để tưởng nhớ đến cậu ta. Thì rất mong được mọi người lắng nghe. Và đi. Từng ngày người góp vắng, mùa xuân đi qua thế nhưng hoa vẫn chưa kịp đặt chân đến. Cùng dấu nhau như người vào ngày hôm ấy, mong tôi là người về đây, cứ trái tim này mọi điều còn đang thật xa, xa thật xa. Yeah.
ngày hôm nay các bạn đã đến lắng nghe mình từ đầu đến cuối. Mặc dù chúng mình có còn một vài lỗi, nhưng mà chúng mình hứa là trong những show tiếp theo nữa, chúng mình sẽ tiếp tục cải thiện và trưởng thành hơn ạ. Nhớ nhá! Nhớ rồi! Chúng mình là Ainovo và hẹn gặp lại các bạn vào những show tiếp theo ạ.